Tao phát trực tiếp một tí. Cây này á? À cái này để nấu canh chua gì ba? Và đấy, hai bên này toàn cây là cây. Như là cái cô hướng dẫn viên, cô vừa hướng dẫn ở cái khu bên đây này, là xung quanh đều sông này bác nhỉ, không có đường bộ vào khoảng ba, là toàn chỉ có trồng sầu riêng mới lại cả mít đúng không? Cây này là cây quả cóc à, ui dồi, cây cóc to không? Cây quả cóc đấy sai ghê nhỉ. Đâu ạ? À? À đây à? Đây cây ăn bánh xèo, lá bánh xèo đây mà. Nhiều loại cây. Hôm đây nó cần gì cái đất trong này nó tốt mà đất nó ưa đất đúng không? Đất ở đây rồi. Là các anh em nhớ quay lại chào bà con tí. Quá. 39.000 khán giả. Đấy bây giờ đang được 20.000 khán giả rồi. Đây là cái cây này nó mọc đây là cây gì bác? Ở dưới nước. Vâng, à, cho đỡ lở bờ. Thôi anh ấy đang quay trực tiếp. Đang quay trực tiếp. Ở ngoài nhà em á, ngoài nhà em là như trong đất nhà em thì là cây quất cảnh, cây bưởi cảnh, rồi là cam quất, rồi nói chung cũng nhiều thứ bác ạ. Cây lúa. Có lơi thì có lúa, có lơi không. Có lơi có ruộng, có lơi không ạ. Ngoài đấy cũng làng nghề, làng nghĩa cái thứ. Chị chào dì Khánh nhá. Anh chị đang đi sông nước miền Tây đây cô này. Đi ra. Đấy, cả anh Tín chị Kim đi, cả anh Tín chị Kim với cả chị Thắm anh Trận ngồi xuồng đầu tiên đây này. Đấy, bà Tín lái đã. Thật đấy, hết nắng rồi. Nhưng mà bây giờ trong này là mùa còn một cây quả trái gì là nhiều nhất hả bác? Mùa này là chôm chôm còn nhiều à? Đây là cây gì đấy bác? Cây bàng à? Bằng hay nhỉ? Đâu anh? Vũ sữa lá bé này thì quả chắc là bé này. Cứ xách vali lên đường bác ạ. Đây, bác lái đò đây dẫn đoàn đi ra. Chị đi xong là chị cứ giới thiệu cho bọn em để bọn em biết đâu là trái cây. Vâng. Nhưng mà cái xuồng này là dân có đi vào đây nữa không chị? Dân nó vẫn đi vận chuyển đường bằng đường này đúng không? Như như cái như...
chứ nó không thuận tiện như chúng em là cái xe máy ô tô. Chỗ này sâu không hả bác? Không sâu thì anh bảo thuyền lúa thì nước nó đi sao rồi? Ô này, cây này là dừa lửa, nó ra quả bé này hả bác? Dừa này có uống nước không cả? Dừa nước rồi á? Đây, đây, đây. Đây là vú sữa này, này, có lác đác còn quả này, này. Hoa bây giờ đang ra hoa đây. Vâng. Ăn có ngọt không á? Anh bảy nó phải tùy từng nơi chứ có phải là nó giống ngoài mình đâu. Bác đang bảo ngọt đấy thôi. Ở trong này mùa muỗi thì nhiều muỗi lắm nhỉ chị nhỉ? Vâng. 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 Như bọn chị đi cho chúng em một thuyền này là được bao tiền? Chào cả nhà nhé, xuống để cùng